giờ hoán đổi tuần này sẽ đem đến một câu chuyện dễ thương đến từ hai anh em Quang Dũng và Quang Vũ. Con và anh con luôn không được gần gũi. Không biết những tình huống oái âm lần này có giúp anh em họ hiểu được nhau nhiều hơn không? Không, không, nó mới nói là nó muốn ăn nữa kìa. Tính tình á, gian sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà. Thì anh cũng đang cố gắng anh khắc phục được cái tính tôi của mình, anh hạ cái tôi xuống để anh lắng nghe, anh thấu hiểu em hơn. Hãy cùng đón xem chương trình ngay sau đây để có được lời giải đáp. Quý vị đến với chương trình này vào khung giờ quen thuộc 22 giờ tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9. Hà Trinh hy vọng là chúng ta sẽ cùng nhau đặt mình vào vị trí của đối phương để cùng hoán đổi, cùng thông cảm, sẻ chia cho nhau, và chúng ta sẽ bớt những cái tị hiềm hoặc là những cái tị nạnh trong gia đình, trong công sở và trong xã hội vì đã hiểu thấu cho nỗi khổ của đối phương. Chương trình do Đài Truyền hình Phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông Bi thực hiện và hy vọng rằng sẽ luôn nhận được tình yêu thương từ tất cả quý vị. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng bàn một chút về chủ đề ngày hôm nay. Trong mái ấm gia đình thì có thể sẽ có rất nhiều những tình yêu thương và sự che chở, nhưng đôi khi tình yêu mà đặt sai vị trí có thể khiến sinh ra rất nhiều những tị nạnh, nhất là giữa các anh em. Liệu những nhân vật trong ngày hôm nay họ có suy nghĩ như vậy không? Chúng ta hãy cùng giải đáp với khách mời quen thuộc của chương trình nhé. Xin được giới thiệu tiến sĩ tâm lý Đào Lê Hòa An. Xin chào tiến sĩ Hòa An. Hôm nay là màu áo này báo hiệu là có rất nhiều những tín hiệu lạc quan phải không? Chắc chắn là cái màu vàng tươi, và đặc biệt là nó cũng tương phản một chút đối với lại màu của áo của MC. Chắc chắn là sẽ mang lại rất nhiều những cái tín hiệu và nguồn năng lượng tích cực. Và rõ ràng là với chương trình này thì tôi cũng cảm thấy rất là thú vị, vì những nhân vật được hoán đổi với nhau có cái cơ hội để mà chúng ta có trải nghiệm được cái suy nghĩ nè, rồi những cái hành động mà bình thường chúng ta chưa đặt mình vào vị trí của nhau. Dạ, vậy thì ngày hôm nay với sự gợi ý của tiến sĩ Hòa An, trong chủ đề mái ấm gia đình, chúng ta sẽ cùng nhau bật mí khách mời, đó chính là một cặp anh em ruột luôn. Không biết là hai anh em này có gì đặc biệt mà lại muốn hoán đổi cho nhau đây? Thế thì chúng ta phải hỏi ngay người anh là bạn Quang Vũ để hiểu được cố sự nha. Xin mời quý vị khán giả gặp gỡ bé Trần Nguyễn Quang Vũ. Xin chào. Cẩn thận đóng cửa lại. Ở nhà chắc là Quang Vũ cũng là một cái người rất là biết chăm lo, vun vén cho gia đình phải không? Dạ đúng rồi. Nói chung là một tập thể gia đình thì phải cần có tình yêu. Nên là thay vì đã có ba mẹ yêu thương rồi thì em cũng phải là một người đóng góp trong gia đình một cái tình yêu nhỏ nữa để hoàn thành một cái gia đình lớn. Dạ, cảm ơn Quang Vũ. Hòa An ơi, đây là Quang Vũ nè. Thật ra là An thấy là Vũ cũng lớn rồi mà xưng bé là cũng hơi kỳ đó. Gọi là em Vũ thôi ha. Xin mời em Vũ sẽ gửi lời chào đến quý vị khán giả theo dõi chương trình. Em xin chào quý vị khán giả. Em chào chị Trinh, em chào anh An. Em tên Trần Nguyễn Quang Vũ. Thì hôm nay em rất là vui khi đến với chương trình Một Giờ Hoán Đổi. Nhà em thì có hai anh em. Em là anh cả. Anh cả? Có chút xíu như vậy. Em nhỏ thì nhỏ hơn nữa đúng không? Dạ không, chắc nó bằng. Luôn. Hai anh em sinh đôi hay gì? Dạ không, nó nhỏ hơn em 3 tuổi. Nhỏ hơn 3 tuổi à, vậy là em phải ăn nhiều lên để cao to hơn mới trị được đứa em này phải không? Chị nghe nói là nó tị nạnh em lắm hả? Dạ thì cũng có, nhưng mà em có cách em khắc phục được. Là sao? Phải dùng vũ lực không? Dạ hiếm lắm. Vậy là dùng quyền lực mềm. Dạ đúng rồi. Để xem là cách hoán chuyển tâm lý này của người anh cả là Quang Vũ có trị được cậu em là Quang Dũng hay không. Xin mời quý vị sẽ cùng tiếp tục câu chuyện qua phần tiếp theo của chương trình nha. Xin mời quý vị khách mời. Cảm ơn tiến sĩ Hòa An, cảm ơn Quang Vũ đã nhận lời tham gia chương trình. Mà Vũ ơi, em nói em là anh cả trong đại gia đình phải không? Dạ. Mà gia đình mình là chỉ có hai người thôi. Dạ, hai anh em à. Dạ, là Quang Vũ và Quang Dũng. Dạ đúng rồi. Quang Dũng thì nhỏ hơn em 3 tuổi và có chiều cao ngang em.
không biết là em dùng cách gì để trị Quang Dũng nếu mà bạn ấy hư đây? Dạ thì có thể là em sẽ dùng một số cách như là lườm. Im lặng là lườm đó. Sao không như kiểu là ký đầu bạn? Ký đầu bạn. Hay là hả mình dùng nắm đấm ra cho bạn sợ chơi? Dạ thôi, cái đó thì bạo lực quá. Cái đó thật ra thì em cũng có dùng nhưng mà ít, hiếm khi nào lắm. Phải là dọa, nặng lắm phải em không? Mới làm như vậy với em. À, tức là căng lắm thì cũng dạ, có lắm. Dọa. Không biết là lát nữa nếu mà Quang Dũng xuất hiện mà nói về những vấn đề này thì bạn có ức hoặc là oan ức gì hay không để mà chia sẻ với người anh của mình. Còn bây giờ thì chị sẽ thử thách em một chút trước khi bắt đầu phần chia sẻ này. Nghe nói em học nhạc viện, thanh nhạc hả? Dạ đúng rồi. Em có thể tặng chị và chú Hoài An ở đây một cái đoạn ngắn ngắn để lên tinh thần được không? Em xin gửi bài nhạc tiếng Ý. Dạ, bài Caro Mio Ben. Có nghĩa là gì? Dạ, tình yêu của tôi. Tình yêu của tôi. Caro Mio Ben, credimi a me, senza di te la nuit sans cœur. Nội dung trong cái câu hát đó ca ngợi điều gì của tình yêu em nhỉ? Dạ là một cái tình yêu mà nó đẹp lộng lẫy, nó như mơ vậy đó. Như mơ. Chắc em ở nhà cũng là một cậu bé rất là lãng mạn ha. Dạ đôi khi thôi. Đôi khi, còn đa số thì sao? Dạ đa số thì em dành thời gian cho việc luyện tập những cái môn mà em đang học. Cảm ơn chia sẻ của Quang Vũ. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã thấy được bức chân dung của Quang Vũ là cậu anh trai rồi. Còn cậu em trai nhỏ hơn 3 tuổi là Quang Dũng thì sao? Cậu ấy có nghịch ngợm không? Hay cậu ấy là một cậu bé lì lợm? Hoặc là cậu bé ngoan ngoãn nhưng mà lại bị đè nén bởi một cậu anh trai đầy tài năng thế này? Chúng ta sẽ cùng xem qua bức chân dung của bạn Quang Dũng trong đoạn phỏng vấn ngắn sau đây nhé. Xin mời quý vị. Xin chào tất cả mọi người, con tên là Trần Nguyễn Quang Vũ. Hiện tại con đang là học sinh lớp 9 và con là anh trai của anh trai Quang Vũ. Dù con với anh của con có một khoảng cách với nhau không quá xa, nhưng mà con vẫn luôn cảm thấy trong gia đình này con và anh con luôn không được gần gũi và khó thể hiểu nhau. Thường xuyên xảy ra tranh cãi, cái chuyện ở nhà mà con không thích khi phải trở thành một người em là vì liên tục bị anh sai vặt và bị ba mẹ sai vặt một cách mà con cảm thấy là hơi quá đáng. Trong khi anh chỉ ngồi một chỗ và anh sai con đi lấy đồ cho anh. Anh chỉ ngồi một chỗ, anh nằm, anh chơi, anh xem TV. Con phải chạy đi, chạy lại, lấy đồ cho anh. Mặc dù anh nằm ngay đó nhưng anh vẫn kêu con đi lấy và con cũng chẳng hiểu tại sao là như vậy. Đó là một chuyện mà con cảm thấy rất là thích khi mà con trở thành em. Qua cái chuyện đó, con cũng đã cảm thấy được rằng có vẻ bên trong ba mẹ một phần nào đó là đã có phần yêu thương ai hơn con. Vì ba mẹ, mặc dù con cũng đã có nói với ba mẹ rồi, nhưng ba mẹ không hề chê trách anh hai hay nói gì, mà chỉ đơn giản là nhắc nhở nhẹ lời. Và sau khi thấy anh hai làm như vậy, ba mẹ cũng không có nói gì về anh hai, giống như là ba mẹ chỉ nói ra trước mặt con với anh hai như vậy là để cho con cảm thấy như vậy là được rồi. Đó, nói điều đó được chưa, chỉ nghĩ như vậy. Nhưng về sau mà khi mà anh làm cái việc đó với con thì ba mẹ không hề lên tiếng, nên con cảm thấy là ba mẹ có phần thương anh hai của con. Vì thế, thông qua chương trình này, con muốn được hiểu rõ hơn về anh hai, được cảm nhận cảm giác như thế nào là anh hai, và nó có sự như con mong ước hay không. Con muốn đến với chương trình một giờ tháng giỏi vì con muốn được hiểu hơn về anh hai của mình và trải nghiệm những cảm giác khi được làm anh, xem nó có như con tưởng tượng và con suy nghĩ hay không, để hiểu hơn về anh hai của con và anh hai như thế không cảm thấy không. Dạ, đó là em Quang Dũng. Có một cái điều thú vị hơn là hôm nay em Quang Dũng cũng sẽ xuất hiện trò chuyện với chúng ta. Nhưng khoan đã, trước khi mà ba mặt một lời với cậu anh trai của mình á, thì Quang Dũng sẽ có một thử thách khó hơn trong phần hoán đổi. Tại vì tên chương trình mình là Một Giờ Hoán Đổi, nên Quang Dũng thay vì làm em, hôm nay được có một tiếng làm anh. Em nghĩ sao về thử thách này? Em nghĩ là cái việc thay đổi nó sẽ giúp cho em nhận ra được nhiều thứ. Là những cái việc mà em trải qua hàng ngày thì nó sẽ không đơn giản là chỉ dừng lại ở cái vấn đề mà em đã thấy và em đã nghĩ, mà nó còn xa hơn nữa. Dạ, yeah, chị cũng hy vọng như vậy. Thế thì trước khi đến với Một Giờ Hoán Đổi, thử thách của chương trình, xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nhảy lao trong ít phút nha. Thưa quý vị,
vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu phần hoán đổi của chương trình. Và một giờ hoán đổi này chắc chắn cũng làm cho cậu em Quang Dũng sẽ mất rất nhiều neuron não. Tại vì có nhiều cái thử thách xuất hiện trong chương trình lắm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thử thách hoán đổi tuần này dành cho Quang Dũng. Ồ, dạ, 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 cô giáo, dạ, dạ. Trời ơi, vậy hả? Trời ơi, ôi thôi nói thiệt với cô giáo, tôi xin lỗi cô giáo nghe. Dạ rồi, dạ rồi. Để không, ở nhà nó cũng ngoan lắm cô. Nhưng mà tôi với bà xã tôi thì cũng bận suốt, nhưng mà không biết làm sao nữa. Chắc thì trời nó tìm đâu, chắc là bạn bè gì đó nó chọc bạn hả? Trời ơi, nó giỡn dữ vậy. Thôi được rồi, dạ dạ. Để tôi dạy lại nó coi nha cô giáo. Rồi, cảm ơn cô, dạ rồi. Có một thằng con mà sao kỳ vậy ta, bị mắng vốn là sao trời. Dũng à, Dũng. Dạ. Dũng à, sao vậy ba? Con đang đọc truyện. Vô đây ba nói nghe nè. Đóng cái cửa lại. Sao vậy con? Dạ sao ba? Cả nói rồi, cái sân giường là cái chỗ con chơi, ba xây ra để cho con chơi, nhưng mà con phải biết dọn dẹp gọn gàng lại coi nè. Banh bóng xong chơi xong không để lại gọn một góc, rồi phao phiết gì chơi xong rồi bỏ đây làm sao con? Rồi ngồi xuống đây. Dạ dạ. Ngồi xuống đây. Ba hỏi cái này, cô giáo mới điện cho ba chị chứ hôm qua trong cái giờ âm nhạc á, cô kêu hát cái bài ngày đầu tiên đi học con hát cái gì? Thì cô kêu con hát bài ngày đầu tiên đi học thì con hát, con nhớ gì con hát đó thôi. Con hát thử cho ba nghe coi. Thì ngày đầu tiên đi học. Ha, không phải cái bài đó, cái bài đó là cái bài cũng là bài ngày đầu tiên đi học đó, mà cái bài cái gì hôm qua đó, hôm qua gì đó. À dạ cái bài đó hả? Hôm qua em gì? Hôm qua em đến trường, em đến trường. Không, không có đến trường, con hát không có đến trường. Con hát là hôm qua em đốt nhà, rồi mẹ đánh em gần chết. Rồi hôm nay mẹ lên nương mà ở nhà em đốt tiếp. Trời con ơi, con lên mạng, ba cho lên mạng, ba cho đọc sách là để mà tiếp thu cái mới, chứ không phải là lên mạng rồi cập nhật mấy cái mà mấy cái miếng hài kiểu đó được, nghe không? Không, nhưng mà con đem vô con hát với bạn bè cho vui thôi mà. Con là con trai đích tôn coi ba, cho nên ba thương mới mốt, nhưng mà không có giỡn vậy. Giỡn vậy rồi bạn bè nó không biết đánh giá mình là người không có đàng hoàng. Rồi cô giáo mới phản ánh với ba nè. Bây giờ vậy, dọn cái này cho ba. Dạ. Rồi lát nữa chị Út dẫn Hằng với Hoa qua chơi với con. Bữa nay nó chơi với con nguyên ngày, cho nên lát giữ hai đứa cho cẩn thận. Hai đứa em nó nhỏ. Dạ. Làm gì làm cũng đừng để cho dạ. Nó đi chơi đi bời quậy quạng nha con. Dạ, con biết rồi, để con dọn sân nha. Vô đây con. Anh dạ. Hai. Ủa, Út hả? Chào Dũng. Con. Dạ, chào Dũng hai. Dạ, chào Dũng hai. Hello anh Dũng. Ngồi. Dạ, thôi em bận công chuyện dữ lắm. Em đưa hai đứa qua, xong rồi em gửi ở đây. Rồi anh hai á với lại Dũng ở nhà chơi với hai em nha. Dạ. Hai đứa con nữa ở nhà của Dượng á là phải ngoan, không có được quậy phá gì nghe chưa? Lúc nào mà tụi con chẳng ngoan. Nhớ đó. Anh hai ơi, em đi nha. Cô Út lo khéo không à, hai đứa này một cái nứa nó dễ thương thằng chết. Dễ thương. Dạo này ăn hơi nhiều, hơi mập nha. Con ăn sập. Rồi nhà. Cô đi đâu đi để tôi giữ cho hai nó là được. Dạ rồi. Dạ, vậy em đi nha anh hai. Dì Út đi nha. Dì Út đi. Hai đứa nhớ ở nhà ngoan á, không có quậy phá anh nghe chưa? Dạ. Ừ, thôi mẹ đi ạ. Dạ. Út đi nha. Dạ. Ba đứa đứng xếp hàng vô. Nghỉ. Nghiêm. Chưa kịp nghỉ nữa Dượng. Trời đất ơi, Dượng giỏi quá. Từ từ sáng nghỉ. Dượng. Nghiêm. Trước. Thắng. Cho tay lên. Được rồi, ba của tiên tập hợp. Ba của tiên tập hợp. Kể từ bây giờ ba đề nghị tiểu đội ba của tiên ở trong ngôi nhà này dọn dẹp cái sân, chơi bờ cho nó đàng hoàng, đừng có làm gì hư hại của ba, nhớ nha không? Đặc biệt là Dũng lớn nhất phải chỉ cho hai đứa em, dạy hai đứa em, bữa nay chơi với hai đứa em nha. Dạ. Ba đi ra ngoài tí xíu, ba mua ít trái cây rồi ba về nha, chưa? Dạ rồi. Dạ. Rồi ba giải tán khỏe. À, chúng tôi đã đưa vào trong một cái phòng và sau đó là mình chuẩn bị y như là ở trong nhà của cậu bé vậy đó. À. Và điều quan trọng là Quang Dũng bây giờ không còn là em mà phải là anh. Không phải anh. Dạ, mà những cái tình huống này nha là thường xuyên xảy ra. Tại vì mình lấy ký ức từ Quang Vũ mà. Để coi hồi đó mình tức tối với anh mình sao, bây giờ mình đặt vô cái trường hợp của anh mình thì mình sẽ phản ứng thế nào. Chị kỳ. Thôi. Bay cái nói gì á? Người nghe ba tao nói chưa? Ba tao kêu là ở đây dọn dẹp sạch sẽ nè. Anh Vũ đừng có làm hư đồ.
anh Dũng phải xưng anh em với tụi em chứ bộ. Và anh nói là tụi em ở đây nè, phải dọn cái sân giường phụ anh nè. Dạ. Rồi tụi em phải giữ đồ làm sao cho nó đừng có hư, nghe lời ba anh nghe chưa? Dạ. Còn ba anh nói với anh là phải có trọng trách chỉ tụi em. Rồi giờ tụi em làm đi, anh ngồi anh chỉ. Không được, em là em nhỏ nhất, em không có làm gì được. Em chỉ ngồi thôi. Anh Dũng làm đi, anh Dũng là anh lớn mà. Thôi, út. Ok, ok. Đừng, đừng. Thôi. Em, ôi, nhớ nhớ Dũng đi qua nhà mình khoe con cá đẹp không? Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Ôi. Ê, đừng có, đừng có đụng vô hư, hư của ba anh. Cá này chắc ăn ngon lắm ba ha. Ba đó. Trời, ba ơi, cá này mắc lắm ba anh, đánh chết đó. Đâu, có nhiêu đâu mà đắt, em thấy hả? Mình khen là đẹp đẹp thôi chứ con cá bình thường. Bữa anh đụng đây vô cái ban đánh quá trời luôn. Em đụng vô xíu ban về ban quýnh hết hai đứa đó. Đụng luôn. Đụng đó đánh đi có ai đánh được. Coi chừng làm hư nha. Hư luôn nè. Hai. Em muốn ăn con cá này. Ăn con cá này. Ăn hả? Được rồi. Không không ăn được đâu. Bà, sao vậy? Bà anh là đó. Ủa chứ cái này ăn không được bà hả? Bà ghê lắm. Anh, nhưng mà nó nhiều con mà em ăn một con thôi, ba anh đâu biết đâu. Thôi đi. Trời, ngày nào ba anh cũng vậy thì ba anh ra, ba anh đếm hết từng con, ba anh cho ăn phải đủ 10 hộp thôi. Chứ ăn nhiều hơn là ba anh sợ nó mà. Ồ, thôi mà đúng rồi. Tại vì Út có ăn một con nó cũng không thấm thía gì với Út đâu. Ê, đừng. Nếu mà bây giờ á, mình không cho, mình ăn nó không được. Mình không được không đâu. Vậy mình cho nó ăn đi. Ê, anh Dũng, anh cho tụi em cho nó ăn nha. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà hồi sáng ba anh cho ăn rồi, ba anh cho ăn mỗi ngày đúng có 3 cử là đủ hết 3 cử rồi. Không không, nó mới nói là nó muốn ăn nữa kìa. Đó, đúng rồi, nó muốn ăn nữa kìa. Với lại mình nè, mình còn ăn được mấy cử. Để hai đi tìm đồ ăn cho Út cho nó ăn nha. À, để Dũng. vô bếp tìm. Con cá này con cá gì vậy anh Dũng? Cá này hả? Dạ. Cá này nó hiếm lắm, cái tên gì nó dài lắm anh không có nhớ được. Nó là con cá ly thìa đó anh. Cá nó dễ lắm hả? Anh đừng có dụ em, em biết rồi. Dài ghê luôn. Nè, có đồ ăn rồi. Ủa, hai cho nó ăn cái gì vậy? Muối. Ủa, sao cho nó ăn muối? Có pha thêm đường vô nữa. Đúng rồi, chị em nói đúng á. Cá, cô giáo dặn á là con cá phải ăn muối, nó không thôi là nó ương. Đúng rồi. Cá không ăn muối, cá ương. Cá không ăn muối, cá ương. Thì đó, giờ mình cho nó ăn muối là nó ương. Nhưng mà chắc không sao đâu, ăn ít thì không sao, ăn nhiều mới có chuyện thôi. Em cho nó ăn nha. Không được, nó không có ăn được mấy cái này đâu, con cá này nó hiếm lắm, phải cho ăn mấy cái đồ mà mắc kìa. Trời, ba anh chăm cá này còn hơn chăm anh nữa mà. Vậy biết cái đồ nó mua mắc lắm luôn á. Là nó còn hơn anh nữa hả? Nó ăn nhiều lắm. Hơn anh Dũng. Chị thấy là chị rất là nhức đầu khi thấy mấy đứa nhỏ trong clip. Ô quậy quá, nó tìm đủ trò hết đó. Vậy thi mà ở trong nhà của mình mấy đứa em nó phá nhức cái đầu như vậy thì mình sẽ làm gì? Dạ thì nếu như mà phá quá thì em có thể là hoặc là dùng những biện pháp mạnh nhất. Lần thì em sẽ có thể là mất ba mẹ hoặc là em sẽ cất hết tất cả những cái thứ mà nó có thể phá đi. Chơi mà chơi mét, chơi mà chơi giấu. Rồi thôi, Út ngoan, Út ngoan. Anh Dũng, em hỏi nhà mình có cái vòi nước không? Cái vòi nước thì nó ở trong nhà chứ ngoài sân anh cũng không có thấy. Anh không có thấy hả? Vậy để em đi tìm. Chỉ cần bé Út muốn, hồ bơi cứ để hai lo. Yeah. Anh, vậy bây giờ anh đi kiếm mấy cái lỗ, anh bích là hết cho em luôn nha. Xong rồi anh kiếm cái vòi nước, em xịt đầy nhà luôn cho em gái của em bơi. Thôi thôi, xíu bà anh la đó, bà anh kêu đừng có làm quậy mà. Cái đó có quậy gì đâu, bơi mà. Thì mình bơi xong rồi xíu nữa anh Dũng anh lau nhà là khô à. Đúng rồi, bất quá lúc mà ba anh mở cửa ra thì ba anh bị nước đẩy ra tràn ra ngoài xong mà hết rồi gì đâu. Làm vậy rồi ba anh đánh hết cả đám rồi sao? Mệt anh quá à, nãy giờ cái gì chơi anh cũng không chịu á, chán muốn chết. Vậy mà mẹ của em nói qua chơi với anh Dũng đi, vui lắm, vui lắm. Thì ra đây chơi có mấy trái banh nè, hay là lại đá banh với anh đi. Vậy đá banh được không chị? Đá banh đi, nha. Đi, được. Vô. Nhưng mà khoan. Mình phải cất cái này chứ, đá như vậy là lắc bể. Đúng rồi, cá này nó mắc anh Dũng nói hả? Đúng rồi, đúng rồi. Cá này mà có mệnh hệ gì là ba đứa mình á lên trên đời luôn. Trên đời ơi. Trời ăn miếng ở xa đâu. Đây, cất nó ra đây nha. Để đó như vậy lên lên chơi đá banh đi, em thích chơi đá banh. Rồi ra liền chị hai chụp gôn đi. Sao khôn quá vậy, sao Út không chụp? Ây da Út bị trẹo giò chụp không được ha. Lúc nào ở nhà chơi cũng bắt hai chụp gôn á, anh Dũng coi á, bắt em chụp gôn giết á, bây giờ em sưng người luôn chứ phải tại mập đâu. Thôi vậy cho anh Dũng chụp gôn, tụi em sút. Đúng rồi, rồi. Anh Dũng chụp gôn đi được luôn. Dũng díu nhẹ. Rồi, rồi. Đừng. Nó vướng quá, anh xích vô cho mình. Ở đây đó. Út, xuất, xuất vô mặt anh Dũng đi hai chơi. Út, kẹo. Xuất vô mặt anh Dũng.
Ý sao chơi đá banh mà cầm tay vậy? Hoa An có phải là một người anh trong gia đình không? Đúng rồi, chính xác. Bao nhiêu người em? À, một đứa em. An có một đứa em sinh năm 1997 và hiện nay đang là nghiên cứu sinh, đang học ở trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Mệt quá, mệt quá. Vậy thì có gặp khó khăn gì so với việc giao tiếp không Hoa An? Ờ, thật ra thì cũng không khó, bởi vì là cái độ tuổi á, nó cách xa nhau á. Ừ. Thì khi mà trao đổi và có những cái kinh nghiệm chia sẻ với em thì em nó lắng nghe nhiều hơn. Vấn đề ở chỗ Vũ á, mới là có thể khó nè, bởi vì là hai người anh em đúng không, cách nhau chỉ ít tuổi thôi, 3 tuổi thôi, nên cái sự tị nạnh á rất có khả năng có thể xảy ra. Và điều này là điều mà Vũ phải có một cái bản lĩnh để mà có thể giải quyết đó, phải chứng minh. Cái chuyện mà em mình nó tị nạnh với mình thật ra là rất là dễ hiểu. Hôm qua Trinh mới coi cái bộ phim 1988. Tại Trinh tò mò về năm sinh của mình đó, nên Trinh coi ấy. Thì Trinh thấy có cái cảnh là tại vì hồi xưa nhà nghèo mà 1988 ở Hàn Quốc thì rất là nghèo. Thí dụ như là sinh nhật á, mà hai người mình gần gần tuổi nhau tổ chức chung cho nó đỡ tốn tiền. Xong rồi để bánh sinh nhật cho Vũ thổi trước, thổi xong cái giật bớt 3 cái ra, đưa cho Quang Dũng thổi tiếp. Hát Happy Birthday chú Du chúc mừng sinh nhật xong, cái đứa em khóc quá trời luôn. Nó bảo là con nhịn bao nhiêu năm nay giờ con mới nói nha, con không có thích ăn chè đậu đen, con thích ăn trứng chiên, tại sao không làm trứng chiên cho con trong ngày sinh nhật mà cứ theo ý của anh con mà làm, tại sao con phải thổi sau, tại sao cái bánh kem bị lủng 3 lỗ, tại sao tất cả những cái gì mà thiệt thòi nhất được con đều phải nhận, trong khi anh con là những người được ưu tiên, tại sao con phải mặc đồ cũ, rất rất nhiều những thứ tại sao mà mình thấy là vừa la hét vừa khóc, người cha người mẹ cũng đơ ra luôn. Ở phương diện là khán giả mình xem thì mình thấy rất là thương cho cả gia đình. Nhảy như con mèo đi. Nhảy con mèo hả? Đây. Một gạch. Con mèo. Tiếp. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. Không chơi, không chơi, phải làm lại. Không chơi. Nghỉ. Thôi. Thôi nghỉ. Vậy thôi giờ em đem vô em cất cho mẹ anh đi. Giấu thôi, mất công mẹ anh biết hết. Nó bụng quá. Ồ ha. Anh Dũng có gì ăn không? Nó ăn cho tụi em. Đồ ăn hả? Đồ ăn thì chắc xíu ba anh về ba anh mua cho, chứ giờ có gì đâu ăn. Không có được đâu, cô của em dạ là phải ăn đúng giờ đúng cử á. Bây giờ tụi em đói mà không ăn á là không có được đâu, là bị bụng á. Bụng quá à. Có si cô la cũng được. Tụi em ăn heo cử, tụi em ăn si cô la thấy ghê. Bây giờ không có gì ăn. Chị hai em đói bụng á, chị hai kiếm gì cho em ăn. Rồi từ. Thôi bây giờ anh ở đây đi. Bây giờ em vô trong bếp em coi có gì á, xong rồi em làm cho ăn nghe chưa. Dạ. Rồi. Mày làm gì vậy? Ủa anh, ở nhà ai nấu ăn cho anh ăn? Ở nhà thì thường mẹ anh đi, mẹ nấu ăn, nhưng giờ mẹ anh đi mất rồi. Dạ, mẹ anh đi mất rồi là không ai nấu cho anh ăn là anh chết đói luôn. Thôi anh ăn rồi, giờ 8 giờ tối thì những cái bay đòi ăn á, anh biết gì đâu. Ở trong tủ lạnh á. Anh về ba, anh về ba. Trời ơi. Anh Dũng cho tụi con chơi cái này. Anh Dũng lấy ra Dũng. Con cái gì vậy mấy đứa? Cái này hồi nãy á, tụi con có biết càng làm càng gớm. Cái hộp trang điểm của mẹ anh, của thằng Dũng. Hồi nãy sao đứa nào lấy ra vậy? Con không biết đâu. Anh Dũng á. Anh Dũng cho tụi con. Con mẹ không có lấy. Mẹ thằng Dũng mà thấy được cái này là đánh chú chết luôn đó. Tụi con có làm. Thôi chú tình cho hỏi anh Dũng đi, trên mặt anh Dũng còn son kìa. Trời đó, cái gì đấy Dũng? Sao tự nhiên bữa nay lôi phấn son của mẹ con ra chơi vậy? Hả? Thì tụi mấy đứa em lấy ra chơi thì con cho tụi nó chơi thôi, con có biết gì đâu. Ba đứa nghe Dũng hỏi nè. Cái này ai lấy ra? Anh Dũng. Ai nói Dũng giơ tay? Dũng. Mà mọi người chú ý nghe kỹ nha. Đó, thấy không? Ví dụ như là cái đoạn mà cô bé Ngọc Hoa quấy phá làm hư đồ, bể đồ trang điểm của mẹ đó. Cậu ấy lúng túng thật sự luôn. Chắc lúc đó mới bắt đầu méo mặt thương anh mình, là hồi xưa chắc là anh mình cũng từng bối rối giống như vậy. Không biết anh mình làm sao để mình ráng mình nhớ để mình làm lại vậy thôi. Đúng không ta? Hồi đó em có bao giờ thấy em mình phá đồ xong rồi đổ thừa cho mình không? Dạ có. Cũng rất nhiều lần em phá đồ xong kiểu là sợ bị mẹ la, nhưng mà là cứ đổ thừa cho mình luôn. Nhưng mà em cũng thấy là thôi kệ nó, còn nhỏ mà. Rồi em cũng giận luôn. Là không chấp. Dạ không chấp. Dạ. Đó, vậy mới xứng đáng làm anh chứ. Không sao đâu. Ăn đi. Cái con thả vô cho nó ăn à.
Ủa Dũng là con hả Dũng? Đâu có kêu đâu, con đâu có cho tụi nó điện cho nó lấy tụi nó cho ăn gì đó. Hèn chi cô giáo nói con không có sai là phải rồi. Con cứ vậy không mà, bởi vì cô giáo mắng vốn là đúng quá rồi, còn gì nữa. Trời ơi, ba tưởng là ở nhà xong con ngoan ngoãn, con chỉ dạy hai đứa em chơi xong cuối cùng bây giờ là cái gì cũng hư bột hư đường hết. Thôi được Dũng rồi ơi. Để ba vô thay hai nước là được. Dũng ơi, hồi nãy tụi con khuyên ngăn anh Dũng mấy lần rồi mà anh Dũng không chịu. Mà anh Dũng không chịu. Con lớn mà con em út con mà con dạy để em nó dạy ngược lại mình. Vậy mà coi được đó. Thôi mấy chuyện này nó cũng nhỏ, nó cũng lớn lao gì thôi. Được rồi đó. Dũng con đói bụng quá mà anh Dũng không chịu nấu gì cho con ăn. Mấy đứa ơi, mấy đứa ơi, nãy giờ chơi có làm bể ống cống hay là gì không? Sao nghe cái mùi, cái mùi gì? Khói đâu quá vậy? Cái gì vậy? Sao mà trong bếp khói quá vậy trời? Em quên tắt lửa hả? Nãy chị hai nấu gì chậm đó. Trời đất ơi, chết rồi. Trời ơi, cái gì đây? Anh Dũng làm á. Công ty anh Dũng kêu à, chị hai con nấu thì anh Dũng không biết nấu, anh Dũng kêu tự nấu đi. Đâu ba đã nói rồi là ba đi ra ngoài ba mua đồ về để cho mấy đứa ăn, mà sao tự nhiên vô bếp lục lội rồi bật lửa lên ba mà không tìm ra được cháy nhà rồi sao? Anh nói gì đây, hồi nãy giờ anh không chịu nói gì hết á. Sao vậy Dũng? Thì cái gì mà tùm lum đồ đấy hết trơn vậy nè? Mấy em nói đói rồi, mấy em tự vô lục lấy đồ ăn làm chứ con có biết gì đâu. Tại anh Dũng không chịu nấu cơm cho tụi con ăn á. Là sao? Là anh Dũng, gì? Anh Dũng làm hết á, tụi con không biết gì hết á. Anh Dũng kêu chơi gì chơi gì con chơi xong cái về Dũng la quá trời quá đất luôn. Sao vậy anh hai? Sao tự nhiên anh hai lại la hai đứa nhỏ? Vậy Út ngồi tí xíu đi, không sao đâu. Hồi nãy có chuẩn bị cháy nhà thôi chứ không có gì. Hả? Cái gì cháy nhà hả? Thì đó, ba đứa nó ở nhà chơi làm sao mà anh vô bếp nó bật cái bếp lên mém một tí là cháy nhà. Sẵn đây có gì Út, ba hỏi lại một lần, trong ba đứa đứa nào bật cái bếp ga nãy lên? Dạ anh Dũng. Con nữa hả Dũng? Sao kỳ vậy con? Ở trong nhà có hai đứa em thì con phải làm sao? Con phải làm gương làm anh khó đấy, phải đâu chuyện đùa chứ, mà tại sao mà con cứ bày cho em hết trò này trò kia? Con không làm gương cho em nó được chị con? Con cố, con đâu có cho tụi nó vô bếp hay là con đâu có cho nó quậy phá gì đâu, mà tụi nó cứ thích làm vậy, con có biết đâu. Dũng, con là anh. Ở góc cạnh của một người anh, em có thể cảm thông được khi đứa em của mình hành xử quá quát như vậy. Dạ dĩ nhiên là có rồi, tại vì là em cũng thấy được một cái sự rất thiên vị về từ ba mẹ về phía mình, tại vì là em cũng đã từng trải qua cái vấn đề đó rồi. Hồi đó thì em có một cái món đồ chơi, thì lúc đó là gia đình cũng khó khăn, em mới xin ba mẹ là mua một món khác, thì ba mẹ mới bảo là thôi thì chơi lại đồ cũ của anh đi rồi mai mốt ba mẹ sẽ mua cho. Đó, em cũng cảm thông được cho em. Rồi cái chuyện đó lặp lại bao nhiêu lần trong suốt chiều dài lớn lên của hai anh em? Dạ chỉ khoảng một hai lần thôi. Đây cũng không nhiều để hằn là một cái vết hằn ký ức phải không hả anh? Vậy thì lần sau thì theo thứ tự thôi, lúc là anh trước rồi lúc sau là em trước. Dạ. Cho có sự đồng đều. Dạ. Thì có những cái tụi con hỏi rồi anh nè. Hai đứa trước khi mẹ dẫn hai đứa qua đây mẹ đã dặn sao? Qua đây là không được phá, bây giờ qua đây phá banh hết mọi thứ là sao? Mà anh này cũng nói đi cũng phải nói lại anh Dũng. Mặc dù em hai đứa nó quậy, hai đứa nó phá thiệt, nhưng mà con lớn, con là anh thì con phải dạy em nó, con phải nói em nó làm sao, chứ đâu phải lúc nào cũng để em nó tự tung tự tác. Đứa thì mới có 6 tuổi, đứa 8 tuổi, giờ con lớn vậy con phải lo lại cho hai em chứ. Trong nhà ba đi ra bước ra tí xíu à, chưa đầy 5 phút nữa là bao nhiêu công chuyện xảy ra. Thì mấy em vô, mấy em muốn chơi, mấy em chơi, con cũng có ngăn cản, con cũng có nói là đừng có làm, nhưng mà mấy em thích làm thì con cũng đâu có biết là nói gì đâu. Bây giờ nè, mấy em muốn làm thì con phải cản mấy em chứ. Mấy cái đồ này rất là nguy hiểm, lỡ như mà ba con về không kịp cháy nhà rồi sao? Có ba đứa nhỏ trong nhà, lúc đó mọi chuyện xảy ra rồi làm sao? Con phải ngăn cản em. Em đâu có biết nấu nướng gì đâu, con lớn nhất trong nhà tại sao con không vô nấu? Trời ơi, tính ra thiệt là tôi cũng y, thấy sợ tụi nó đói, chạy ra ngoài trước mua miếng đồ ăn, tưởng đâu thằng này nó lớn nó biết chuyện nó sẽ cản hai đứa em nó. Mà ba nói nè, nếu như mà hồi nãy á qua với Hằng mà hai đứa nó không tự thú nó nhận á thì có phải ba nghi quan cho con không? Đúng không? Dạ. Rồi nếu mà ba nghi quan cho con á thì giận lấy diện thanh minh, con chứng minh trong khi hai đứa nó nói như vậy, con vậy là sao? Con nói ai nghe? Nhiều khi ba cũng đâu có biết được, ba nghe hai đứa phân trần thì ba chỉ nghĩ là đô nó đúng thôi, đúng chưa? Dạ. Đó, làm anh nhiều cái nó khó lắm, nhưng mà mình phải cố gắng
Làm anh là mình phải suy nghĩ làm sao mình phải tư tưởng để mình dạy lại cho đứa em mình. Cái việc đó nhiều khi nó không đúng thì mình phải dạy cho em mình làm cách nào cho nó đúng. Còn cái việc nào mà mình thấy em mình nó làm tốt, làm hay rồi mình phải khuyên nó, mình cố gắng mình động viên nó làm cách nào đó hay nhất có thể. Con hiểu chưa? Dạ rồi ba. Bây giờ ba có câu hỏi như vậy. Nếu như hồi nãy giờ ba chưa hay biết câu chuyện này, mà nếu như ba bước vô nhà ba thấy cái này, ba hỏi mà hai đứa nó chẳng chỉ con, cái tình huống này lặp lại một lần nữa, con sẽ xử lý làm sao? Con con cũng không biết làm sao thì chắc là con phải chịu phạt của ba thôi. Tại vì ba đã đứng về phía tụi nó thì con cũng chẳng biết làm gì nữa. Con nghe anh nói chưa? Mai mốt đi qua đây chơi với anh Dũng là không có được phá anh Dũng nữa nghe chưa? Còn Dũng nữa, con phải rút kinh nghiệm. Hễ mà em có làm cái gì á thì con phải nói cho em biết là cái điều đó là không có đúng. Con là lớn cho nên là con có quyền. Con sẽ chỉ lại cho mấy em của con là cái điều gì đúng, điều gì sai. Chứ không phải là em sai xong mà con bao che cho em như vậy là không có đúng. Đó là câu chuyện dựa trên tình huống mà cô bé Quang Dũng, người em trong gia đình đã phải gánh vác những cái tròn nghịch ngợm của đứa em út của mình. Chắc là hiểu thêm cho nỗi khổ của anh Quang Vũ rồi. Qua xin lỗi anh Dũng coi anh Dũng tha lỗi không? Anh Dũng, mai mốt em hỏi kỹ anh Dũng, không dám tự ý phá gì nữa. Với lại á, mai mốt anh Dũng á, có cái gì anh Dũng phải nói, đằng này tụi em kêu anh Dũng chơi tụi em á, cái anh Dũng cứ ho ho để tụi em tụi chơi vậy tụi em buồn lắm á, biết không? Anh biết rồi, sau này thì có gì không đúng anh sẽ dặn tụi em, mà tụi em cũng phải nghe anh chứ, nãy anh dặn mấy lần tụi em có chịu nghe đâu. Dạ đúng rồi, chị hai không nghe, em có nghe nhưng mà chị hai... Đừng nói nữa. Thôi Dũng, bây giờ sẵn đây ba hỏi luôn, con thấy làm sao? Làm anh có khó không? Con nghĩ làm anh rất là khó luôn. Chào mừng quý vị đang cùng đến với phần tiếp theo của chương trình mang tên Hành Trình Kết Nối. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Quang Dũng ngay trên sân khấu này. Xin được giới thiệu bé Quang Dũng. Xin chào. Chào cô, chào chú. Chào Quang Dũng. Mời ngồi, mời ngồi. Trời ơi, cưng chưa kìa. Đây, 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 đây. Chị chùi cho. Trời ơi, chị làm hai cái. À, như vậy nè, thì mới giống một cậu bé tinh nghịch. Em gửi lời chào quý vị khán giả nha. Xin chào quý vị khán giả. Em tên là Trần Nguyễn Quang Dũng. Em hiện tại đang là học sinh lớp 9. Có thể đoán cộng thêm 3 tuổi là tuổi của anh em là Quang Vũ đúng dạ. Không? Ừ, hai anh em thì quá thân nhau rồi. Hôm nay có tiến sĩ Hòa An nè, có chị Trinh làm kết nối nè. Em có cái gì bức xúc chị bảo kê em cứ nói hết ở đây để mà tiến sĩ có thể có thêm thông tin dữ liệu trong cái phần giảng dạy của mình về gia đình, và đặc biệt là để có thể cho anh Vũ anh hiểu được mình hơn. Dạ. Đầu tiên chị hỏi thiệt, cái điều buồn nhất khi làm em là gì? Dạ thì điều buồn nhất khi làm em mà đây là một cái điều mà em chưa có nói ra, tại vì em cũng biết là cái vấn đề này là cái vấn đề gia đình cần thiết cho tiết kiệm gia đình thôi, là cái vấn đề em xài lại đồ cũ của anh. Cứ mỗi lần mà được anh được mua đồ mới rồi, tự nhiên cái em cũng có nhiều khi em tưởng là em cũng được mua đồ mới, nhưng tự nhiên ba mẹ lại lấy đồ trong tủ của anh rồi ba mẹ đưa qua cho em, ba mẹ kêu giờ anh mặc hết vừa rồi, cái này để cho em mặc đó. Thì như vậy em cảm thấy cũng khá là buồn. Ủa vậy có bao giờ mà hả anh ăn không hết rồi anh nhường cho em luôn không? Dạ có. Có luôn. Thôi cái này gia đình nào cũng có hết đó em. Mà chị hỏi thiệt nè, em có thật sự rất thích những món theo cái phong cách của anh em đã xài không? Dạ thì anh em với em mặc dù là cùng là anh em chung nhà, nhưng em cảm thấy là hai người có rất là nhiều sự khác biệt. Khác biệt về cái sở thích, như là những cái món ăn, có nhiều món anh em thích nhưng em lại không thích, và cũng có phía về ngược lại, có nhiều cái anh em thích chơi nhưng em lại thích những cái thứ khác. Quang Dũng này, chị nghe mà chị thấy thương nhỏ em chị ở nhà quá. Cách nhau cũng 2 tuổi cũng sẽ có những cái trường hợp như vậy, cho thấy là nhà nào cũng sẽ có cách hành xử tương tự để tiết kiệm cái tiền đó cho mình ăn học nè, cho mình mua những cái thứ khác, bảo hiểm cho mình, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội gì đó. Thật ra thì cũng không có trách bố mẹ, nhưng mà quả thật nếu mà chị đặt mình vào trong cái trạng thái của cái người không bao giờ được lựa chọn cái món đồ mới mà mình thích, mà chỉ xài một cái đồ mà theo phong cách của người khác, và một cái chiều dài tuổi thơ 10 năm, mười mấy năm đến khi 18 tuổi đủ tiền đi làm thêm mua một cái món mình thích, thì chắc chị cũng buồn lắm. Yeah. Và khi mà chị hỏi lại anh Vũ á, thì anh nói là cái chuyện này xảy ra có 1-2 lần à, không có nhiều. Yeah. Phải không? Hay là chuyện này cũng nhiều lần em mới nhớ? Dạ thì
đôi khi có một số chuyện nó xảy ra nhỏ nhặt em cũng không có nhớ, nhưng mà có một số chuyện nó nhỏ thôi nhưng mà nó xảy ra rất là nhiều nên em mới phải nhớ kỹ như thế như vậy. Dạ, thí dụ luôn đi, thí dụ một cái kỷ niệm mà em nhớ hoài tới bây giờ. Một cái việc mà em nhớ hoài tới bây giờ là có một hôm em với mẹ mới đi chơi về thì em thấy đói quá, em mới bảo với mẹ là mẹ ơi cho con ăn gà rán nha. Xong cái mẹ em mới nói gọi anh hai mẹ coi chịu không, cái mẹ gọi anh hai thì anh hai lại kêu ăn pizza đó, cái mẹ ghé mẹ mua pizza luôn, mẹ không có mua gà rán cho em. Em thích ăn pizza hơn phải không? Dạ đúng rồi, em thích ăn pizza. Em thích ăn gà rán không? Dạ chút chút rồi. Em có biết em của em thích ăn gà rán lắm không? Dạ em biết chứ. Vậy sao lúc đó không nói nó thích hả thì thôi mua gà rán và pizza. Dạ, tại mẹ em không có nói rõ. Đấy, thấy không, vấn đề là tại mẹ không nói rõ phải không Hòa An ơi? Đó, thành ra là cái gì gì mà mình thấy là trong lòng không có hài lòng á, dạ, thì mình nên nói ra ngay từ đầu. Dạ. Chứ đôi khi mà em cứ để chất chứa trong lòng á thì nó rất là khó chịu. Dạ. Đúng không? Và đôi khi á, không có chương trình hôm nay thì hai anh em cũng nghĩ là ví dụ mình cũng chơi đùa với nhau học hành nhưng mà ít có cơ hội để mà đối diện, để mà nói thật với nhau, để mà mình thấu hiểu nhau nhiều hơn. Lúc nãy thì chị Hà Trinh có hỏi em là điều gì là điều buồn nhất khi làm em, nhưng mà riêng anh á, anh muốn hỏi em là vậy thì anh muốn hỏi ngược lại là theo em á thì điều gì là điều sướng nhất khi được làm em? Dạ thì em cảm thấy điều sướng nhất khi được làm em á là thường thì được ba mẹ binh. Dạ. Đúng không? Dạ. Đó, thành ra là mỗi người sẽ có một cái vai trò, cái vị trí khác nhau. Và hỏi thêm em một chút là lúc nãy em có cái cơ hội để em được trải nghiệm dạ, với một giờ làm anh thì cái cảm nghĩ của em như thế nào? Dạ thưa thì em thấy nó mệt quá, nó khổ quá. Sao cái gì mà đưa cho em mấy đứa em mà dễ thương mà ngồi ngoan nghe em đi, không đưa cho em mấy đứa em mà vô quậy phá em nói không nghe gì hết trơn, em thấy sợ quá. Ủa ở nhà bạn ấy có ngoan không? Dạ hồi bé thì hư lắm, còn bây giờ lớn thì ngoan rồi. Thôi tại vì được anh Vũ xác nhận là ngoan thôi bỏ đi. Dạ. Cái hình ảnh cậu bé da đỏ ha. Dạ. Giờ trở lại hình ảnh cậu bé Quang Dũng rất là ngoan dễ thương, trời má hồng đáng yêu chưa nè. Làm gì mà sợ dữ, mà mồ hôi lắm tắm canh hai đứa nhỏ kia mà bây giờ đổ mồ hôi luôn. Đúng rồi. Qua câu chuyện của pizza và gà rán, thật ra mình thấy là có những cái điều mình phải nói ngay lúc đó phải không tiến sĩ Hòa An? Rất là chính xác rồi, khi mà chúng ta cứ ấm ức mà chúng ta để trong lòng á thì mỗi ngày nó cứ chồng chất. Và cuối cùng là đến một lúc nào đó thì rõ ràng là tình anh em có thể rạn nứt từ đây. Nhưng mà mặc dù là từ những cái rất là nhỏ thôi, đúng không? Nên trong trường hợp này thì anh nghĩ là nếu như Vũ đã lắng nghe được những cái quan điểm của Dũng rồi, đúng không? Thì lần sau em cứ chủ động thôi, em hỏi mẹ em thôi là ủa gì chứ mẹ đã hỏi coi là Dũng đã ăn chưa, thích ăn gì chưa, đúng không? Thì như vậy là nó sẽ hài hòa hơn một chút xíu. Và bất kể là ở đâu đó thì anh nghĩ là thật ra đối với Dũng cũng vậy nữa, có một cái người anh đi trước dẫn đường, nó bảo kê cho em, rồi có thể hướng dẫn cho em, và em sẽ có thể thành công nhanh hơn chính anh của mình nếu như là thật sự là em, hai anh em có tình cảm rất là tốt. Thì như vậy rõ ràng em cũng là một người em rất là sướng, có phải không? Nên là có được có mất. Và đặc biệt là qua chương trình hôm nay thì anh thấy là Dũng đã có những cái sự trải nghiệm rất là sâu sắc khi mà đã đặt chân được vào chiếc giày của anh mình để mà giải quyết một số những tình huống mà chương trình đặt ra. Đúng không ạ? Và bên cạnh đó thì có lúc nào đó ở nhà đi, anh nghĩ là thôi Dũng cũng đặt chân vào chiếc giày của em mình luôn để mà hai anh em có nhiều cơ hội để hiểu nhau nhiều hơn. Đó cũng chính là lý do chúng ta có chương trình Một Giờ Hoán Đổi để mọi người có thể nhìn thấy và thông cảm cho nhau. Chị tin là Dũng đã thấy được điều đó trong một tiếng đồng hồ và hết muốn làm anh rồi đó. Thôi thôi cho tôi làm em đi. Thí dụ bây giờ ha, mình được nói điều gì đó với bố mẹ trong chương trình, cái điều mà mình cũng chưa mạnh dạn nói đâu. Thứ nhất là sợ bố mẹ la, thứ hai là sợ bố mẹ bị tổn thương. Thì bây giờ mình mượn không gian của chương trình, mình sẽ nói những điều từ đáy lòng của mình, mình chia sẻ để bố mẹ hiểu hai anh em hơn. Từ góc nhìn của người em trước đi ha. Xin chào anh Dũng. Dạ thì em chỉ muốn gửi đến ba mẹ là mong ba mẹ hãy đối xử với hai anh em công bằng như nhau, hãy lắng nghe ý kiến của cả hai bên chứ đừng có nghe một bên về anh. Và con cũng muốn là ba mẹ cho con những cái đồ mới chứ đừng xài lại những đồ cũ. tranh thủ con đang thích món gì sinh nhật mình nói luôn. Em không có quan trọng quà, chỉ cần cả gia đình bên nhau là vui rồi. Dễ thương quá. Còn riêng Vũ thì sao nè? Dạ thì em không có gì hơn, em muốn ba mẹ là quan tâm chăm sóc về tụi em nhiều hơn nữa. Tại vì thường ba mẹ em hay đi làm á, nên ra là cái thời gian mà để gia đình ngồi lại nói chuyện hay là tâm sự với nhau, chia sẻ vấn đề với nhau nó ít. Nên ra là em cũng muốn là gia đình mình
rảnh thì cứ nói chuyện với nhau rồi chia sẻ những cái khó khăn hay là những cái gì mà mình gặp phải để từ đó mà nhà mình có thể là khắc phục cho nhau. Cảm ơn chia sẻ của em. Chị có một cái điều rất là quý nhìn thấy ở hai tụi em, đó là những đứa trẻ hiểu chuyện. Có thể đối với chị hơn 30 mấy tuổi thì những bạn nhỏ dưới 13 tuổi đều là những bạn nhỏ, những người trẻ. Và họ sẽ lớn lên, họ sẽ trưởng thành một ngày nào đó thôi. Yeah. Nhưng mà hiếm gặp những người trẻ hiểu chuyện ở trong đời lắm. Và những đứa trẻ hiểu chuyện họ sẽ không cần gì nhiều, không cần những thứ vật chất, chỉ cần có tình cảm. Và chị tin ở ngoài kia cũng có rất nhiều những bạn nhỏ muốn nói với ba mẹ những điều tương tự. Và em đã thay mặt cho các bạn nói điều này. Và để có được những người trẻ hiểu chuyện đó thì gia đình của những bạn nhỏ này cũng phải là những gia đình rất hiểu chuyện. Yeah. Cũng đã đối đãi bằng sự tử tế yêu thương. Nhưng mà có thể trong quá trình mà mình nuôi dạy con cái, không phải lúc nào mình cũng có thể chu toàn được giữa thời gian làm việc, giữa nhu cầu vật chất và giữa nhu cầu tinh thần. Bởi vì làm người lớn cũng có nhiều thứ nó rắc rối lắm. Ước gì mình có thêm thời gian mình cho hai người trải nghiệm luôn cảm giác làm cha làm mẹ. Đúng rồi. Làm người lớn thật sự cũng là một bài toán rất khó. Và nếu như chúng ta hiểu được điều này, chúng ta vẫn sẽ là những đứa trẻ hiểu chuyện và là những đứa trẻ hiểu chuyện trưởng thành nữa. Cảm ơn các em rất nhiều vì đã góp một phần năng lượng rất là đẹp, rất là thú vị trong chương trình ngày hôm nay. Và chị mong là hai anh em đỡ đần cho nhau, hiểu nhau hơn, để khi mà mình trưởng thành á, mình nhìn lại mình có thể nở một nụ cười. Phải không Hòa An nhờ? Rất là chính xác rồi. Và rõ ràng với hình ảnh của hai anh em ngày hôm nay thì tin chắc rằng là khi về nhà và từ đây trở về sau thì anh em sẽ thân thiết nhau nhiều hơn. Và từ đó thì chúng ta cũng học cách để mà thấu hiểu và đặt mình vào vị trí của nhau, cũng giống như là cái mục tiêu cũng như là cái kỳ vọng của chương trình Một Giờ Hoán Đổi đặt ra. Thế thì một thử thách cuối cùng nhé. Trong 1 phút 30 giây cả hai anh em phải chia sẻ điều gì đó thật thật lòng sau khi đã hoán đổi trong vòng 1 giờ. Mời em trước. Sau khi tham gia chương trình xong thì em cảm thấy là có những lần em ngỗ nghịch, em không nghe lời, thì em đã hiểu được là cảm giác của anh lúc đó là như thế nào. Thì em hứa là sau này về em sẽ nghe lời anh hơn và không có lì lợm, không có cãi lại anh nữa. Em sẽ cố hết sức để làm một người em ngoan. Em có muốn hồi đáp lại cái thú tội muộn màng này không? Dạ thì cũng có. Thì nhân dịp ở chương trình này thì anh cũng muốn nói luôn là bản thân anh là một cái người mà có cái tôi rất là cao. Và hiện tại thì anh cũng thấy em là khá là mệt mỏi với anh hàng ngày. Nhưng mà cái tính tình á, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà. Thì tính tình là phải thay đổi theo thời gian, là từ từ chứ đâu phải là ngày một ngày hai đâu. Rồi anh cũng đang cố gắng anh khắc phục được cái tính tôi của mình, anh hạ cái tôi xuống để anh lắng nghe, anh thấu hiểu em hơn. Rồi có gì cho anh xin lỗi nha, những gì anh đã làm. Dễ thương quá, mà giờ càng dễ thương hơn nữa anh em. Ôm nhau một cái làm hòe được không? Dạ được. Rồi, mặc dù không có giận dỗi gì hết nhưng mà sau này mình sẽ nhớ lại cái ôm. Mà cái ôm này phải là 10 giây mới chịu nha. Dạ. Rồi, bắt đầu. Ôm chặt 10 giây nha, không có ôm xã giao. Tại vì phải ôm 10 giây ôm chặt là mới thấy là cái đứa em này bao nhiêu là kg, là cũng là tình yêu thương của ba mẹ mình, phải không? Ok, kìa. Nhá. Yeah. Cảm ơn Quang Vũ và cảm ơn Quang Dũng. Yeah. Thưa quý vị, đó là câu chuyện Một Giờ Hoán Đổi của ngày hôm nay. Trong mái ấm gia đình, tất nhiên sẽ có rất nhiều những tình yêu thương, những khoảnh khắc ngọt ngào, nhưng cũng không tránh khỏi những cái va chạm khiến cho chúng ta cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Và ước gì mình đừng sinh ra ở dưới ngôi nhà này, ước gì mình đừng là anh em của người này. Nhưng đó chỉ là một cái cảm xúc nhất thời. Còn cảm giác an toàn và tin tưởng yêu thương luôn là cảm giác bền lâu khi chúng ta đã tập hợp rất nhiều những trải nghiệm cùng nhau. Đó là sự tin tưởng, che chở và thấu hiểu. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay cùng với tiến sĩ Hòa An, Quang Dũng và Quang Vũ. Xin chúc cho gia đình quý vị sẽ luôn luôn thấu hiểu, yêu thương, bình an và nhiều sức khỏe. Chương trình Một Giờ Hoán Đổi được phát sóng vào lúc 22 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông Bi thực hiện. Và xin chân thành cảm ơn nhãn hàng vali, ba lô, túi sách cao cấp Sacos đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình này. Xin chào và hẹn gặp lại. Hồi đó thì con cũng có ước là con có thể có một người em, nhưng bây giờ thì con cảm thấy là mình có thể làm út sướng hơn rồi. Dạ, con thấy việc làm anh là cực kỳ khó. Và con bây giờ thì sau khi mà trải qua thử thách của chương trình thì con mới hiểu được những cảm giác của anh và hiểu được cho những cái điều mà anh con đã từng làm cho con. Con cảm thấy rất là thương anh.